chào anh em và cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến clip của channel Cây Cảnh TV. Thì hôm nay tiếp tục vào clip Linh Sam siêu bông nhé. Thì em xin giới thiệu đến lô này đang có tại trong vườn nhá. Đây, quay qua để cho anh chị em và các bạn thấy siêu bông nó là như thế này nhé. Đây chữ là siêu bông nhá. Một đầu cây của nó lên rất là nhiều bông nhá, hết bông lại lên bông, lên bông liên tục luôn. Nè, đây chính là siêu bông nhá. Đấy. Nè, hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Tổng thể cây là giáng long nhá. Đấy. Thân lượn giáng long này. Tay chia tứ diện nhá. Đấy. Với anh chị nào đam mê yêu thích bonsai thì đây. Siêu bông cực kỳ rẻ luôn nhá. Bonsai này. Thân lượn giáng long nhá này. Tay chia tứ diện này. Đấy. Đây nhá. Đấy. Tổng thể đây, bốn hoành cây đây. Đấy, này. Siêu bông ở đây. Đấy. Thấy chưa? Bông nó nở từ sáng đến tối rồi mà tối nó bông nó vẫn còn tươi đẹp như này này. Đấy anh em và các bạn thấy không? Hàng rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Chiều cao cây này là 45 cho đến 50 phân nhá. Đấy. Có cây là cao hơn nhá. Nhưng mà trung bình là 45 50 phân nha. Đấy. Gốc thì bằng gần ngón tay cái nha, gốc gần bằng ngón tay cái. Đấy. Nhá. Thì trong vườn em hiện tại đang có cả 100 cây. Nha. Đấy. Thì trong vườn em hiện tại đang có cả 100 cây. Số lượng không giới hạn nhé. Anh chị em nào mua cây này. Đấy. Đấy. Thân lượn giáng long luôn nhé. Đấy. Tay chia tứ diện này. Đấy. Chia tay chia tầng rất đều nhé. Đấy. Đấy. Thấy chưa. Cây này vừa là tay giáng bay lắm và thân giáng long này. Đấy, anh chị em thấy không? Đấy. Siêu bông là đây. Đấy. Gốc bằng ngón tay cái nhỉ. Thì thế, lô trong vườn em cả 100 cây thì mà đa số nó đều giống nhau nha. Đấy. Thì em sẽ bốc xô thôi chứ không có lựa được chứ. Anh chị em và các bạn nhé. Đấy, Linh Sam siêu bông em bốc xô thôi chứ không lựa được nha. Đấy. Thì em cũng xin báo giá luôn, hàng này là 200.000 một cây chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Đấy. Linh Sam siêu bông 200.000 một cây chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy. Tổng thể dáng cây đây. Đấy. Cây này rất là cao nhé. Cây này cao cả hơn 50 phân. Đấy. Thì anh chị em nào có mua nhu cầu mua cây thì xin liên hệ em theo số điện thoại 0355 823 389 nhá. Đấy. Đây. Vâng. Còn đây là Linh Sam lá rí nhá. Đấy. Hàng phôi. Nha. Đấy. Chưa bẻ nắn, chưa uốn nấy gì luôn. Nha. Cho anh chị em nào thích uốn thích bẻ. Nha. Linh Sam lá rí này. Đấy. Anh em thấy không? Hay gọi là Linh Sam hạt gạo đó. Đây nha. Nhưng mà chưa bẻ sơ thì anh em về có thể tự bẻ nắn theo ý thích của mình nhé. Đấy, tự bẻ ra, chia tay này nọ ra nha. Thì anh em nào thích bonsai, thích bẻ dáng nào thì bẻ nha. Tàn cây rất là dày rồi, anh em về chơi là thoải mái nha. Đấy. Thì em cũng xin báo giá luôn nha. Đây, như chậu này là 2 thân nhé, có chậu 1 thân. Giá của nó là 150.000 một cây chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Linh Sam lá rí hạt gạo là 150.000 một cây chưa bao gồm phí vận chuyển. Mà nhà em chỉ còn 5 cây thôi nha. Hàng này em chỉ còn 5 cây thôi, không còn nhiều. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em cho số điện thoại 0355823389 nhé. Đấy, Linh Sam lá rí. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo ạ.